GT là dòng Grand Touring độc đáo của McLaren, với cấu hình động cơ đặt giữa thay vì nằm trước, hai khoang hành lý, khung xe nguyên khối bằng sợi carbon, cùng hiệu suất vận hành ấn tượng. Và mới đây, Novitec đã giới thiệu phiên bản độ của McLaren GT với những nâng cấp mạnh mẽ về khả năng vận hành. Khối động cơ V8 4.0 lít tăng áp kép vẫn được giữ nguyên. Novitec chỉ sử dụng module Entronic nhằm remap lại quá trình phun xăng và đánh lửa và cân chỉnh lại mức boost của turbo. Gói độ tiêu chuẩn mang đến sức mạnh 672 mã lực và 688 Nm. Gói độ Stay 3 với hệ thống xả Race và bộ chuyển đổi xúc tác kim loại thể thao giúp tăng công suất lên mức 691 mã lực và 705 Nm. Mạnh mẽ nhất là gói độ Stay 2 với công suất lên tới 707 mã lực và 714 Nm. Hệ thống xả mới không chỉ góp phần cải thiện hiệu suất mà còn mang đến âm thanh uy lực và phấn khích hơn rõ rệt. Novitec cũng thực hiện những nâng cấp về mặt khí động học và chúng được thử nghiệm kỹ lưỡng trong những đường hầm gió chuyên dụng. Phần cánh gió dưới mũi giúp giảm lực nâng cho đầu xe. Những chi tiết bằng carbon xung quanh hốc gió sẽ tối ưu dòng không khí đến bộ tản nhiệt và đĩa phanh trước. Nhìn từ ngang hông, xe thấp hơn về mặt thị giác nhờ vào ốp lường hai bên mới. Hai cửa hút khí nạp phía trên được tinh chỉnh nhằm dẫn luồng không khí đi vào khoang động cơ chính xác hơn. Phía đuôi xe nhận được cánh gió 3 mảnh bằng sợi carbon, giúp tăng thêm lực ép xuống mặt đường. Hệ thống treo thấp hơn 25mm, do xe được trang bị những lò xo thể thao của Novitec. Gói độ trên cũng bao gồm bộ mâm MC3 của Vossen, với khóa trục trung tâm center lock và được gia công bằng phương pháp dập. Giống như xe nguyên bản, nó có đường kính 20 inch phía trước và 21 inch phía sau, nhưng đi kèm với những bộ lốp mới rộng hơn. Những nâng cấp trên giúp xe tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 3 giây và đạt tốc độ tối đa 333 km/h. Khoang nội thất cũng có thể được tùy biến với yêu cầu bọc da hoặc Alcantara toàn bộ và được hoàn thiện theo bất kỳ màu sắc nào mà khách hàng mong muốn. Vừa rồi là video tìm hiểu chi tiết McLaren GT độ Novitec. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy đăng ký và bấm vào nút chuông bên cạnh để nhận được thông báo của những video giới thiệu về công nghệ và các mẫu xe mới nhất hiện nay của xe 24 giờ. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.